phát hành ấy. Mấy cây này đấy, slot này. Em ấy không phát tại Việt Nam đâu. Còn slot mọi người. Ui. Để anh găng trước cho nha Duy. Đây rồi. Giờ có lẽ là chưa được biết được việc khi mà Valorant đã khủng hóa. Phát hành ở Việt Nam. Bọn viên thì phát hành. Ôi. Mấy ông thanh niên kia. Event nó cẩn thận cái nhỉ. Mẹ cái bọn này nó làm ăn biết cái khủng rồi. Rồi tới em á. Trong quần này đúng không? Gãy rồi. Gãy là rõ rồi. À, quên thêm Zep Zero có tính không nhìn sắp về tay gồm mà chết. Thực ra nó về rồi mà. Zep Zero chính Zep F được gì nữa. Chả đấy bây giờ mới lên được F. Ồ, sao mình không được cái hòm mới nhỉ? Hòm cờ lưu 40 của mắt. Ừ, 45 luôn. Ông đi 45 luôn. Tôi nhìn trên stream thôi, tôi thấy tụt lờ. Bốn con ông tập bắn mẹ ông. Ông vào tập sự ông bắn mẹ ông bắn cao cấp thì bảo bắn chẳng ăn lè lè nào. Chết rồi, không có là về để kéo 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 nó chuồn rồi. Mới bắn hết cây là về rồi. Nhìn quả nhìn quả ba Z thằng cứt cười. Ba Z bắn trong. Ai hai này kéo được cái gì rồi. Đi gì tấn công. Gì nhỉ? À đuổi vãi đái. Tầm đá năng này này. Toàn thật sự. Không có mua không có mua A12 không chơi kìa một con elite kìa rồi đâu phải xử lý gai á. Ôi một miếng nữa để anh găng má phải nó bán như đồng cái Trung Quốc ngon rồi mua luôn rồi nâng lên có giờ quay hình xui này tôi đảm bảo là gì nhỉ thì gì nhỉ có khi không lên được S đâu khi lên máu vì cứ ca là dễ còn không có trong S đâu thế à mà ôi tất cả lên đây với tao nào. Không thọ được bao lâu hay đến đấy. Nói chung là nó thẳng luôn, được đến đâu hay đến đó. Mà vẫn mong một ngày nào đó mong đợi của Tesla thành meta lại như A12. À, thì có A12 Tesla Gold đấy. Nếu mà M2 bên Tesla Gold, M2 bên Tesla Gold sẽ là. Ui giời trông thế thôi chứ hơi bị kinh đấy. Tại vì căn bản là cái team nó gọi là gì nhỉ? Kém duyên. Tạ quá. Vẫn dễ, vẫn dễ. Vẫn sức thế. Tìm vào trong khoang vãi. Vẫn sức thế đó. Sợ tìm. Để anh găng, để anh găng. Cái khẩu nhắc lại khẩu má canh gà với ông nội. Thì ôi giời ơi, đã nói rồi. Trong PvE thì không giật. Nhưng mà 4 rồi thì em ra canh đi, kém duyên vô bắn đi. Xong lại còn lúc lên đạn thì phê đạn nhanh hơn bạn. Cái này là thường do skip luôn cái khoản dùng thẻ đó để có kéo gạt lên đạn trường nó cấp về vui cũng có thể đạn thunderstorm 1 năm phát cũng là nâng cấp về vui M20B cái đấy cũng đáng nói đấy bởi vì Việt Nam bởi vì con này thì lại bản nâng cấp của nó lại chính là bản Tesla thôi đừng đổ thừa ông nội ơi đổ thừa ấy. Mọi người đều biết rằng là Tesla các thứ các khủng là nó như thế mà. Mà yêu cầu chắc là có khi là mùa này lấy sớm Tesla kiếm co MG mạnh vắt bằng ra ngay. Chào hai giáo sư cho anh em nhé. Có áp lên tàu cho tôi xin một số rớt ra ngay. Giây hồi 40 máu. À đúng là ừ. Hiện tại tôi đang on nặc nhỏ à, mấy giây đó tôi không nhớ nữa hồi kẻ thôi 40 máu luôn. Năm giây hồi 40 máu à? Phải rồi. Mãi đi em máu 168. Ừ, nó lại nhưng mà nó chơi anh em nhớ đánh gan tả lắm tiếp đây. Còn lại đi run thì tí nữa chứ còn bây giờ tôi on nặc này cày đi tí đã. Ừ, có thể thoải mái đi không ạ? Để coi cái khẩu 687 nó như thế nào. À rồi. Cái lấy con 687 Blue Diamond ấy. Ừ. À rồi.
Để tôi nghịch mấy cái để tôi nghịch mấy cái map của rồi đúng. Hay hỏi anh Trần đó câu này tôi cũng thấy cũng đúng, cũng hơi chạy làm cho con máy BB Tesla thật. Nào, bởi vì con đấy. Nào, à. Khánh đâu rồi? Ok, giáo sư. Đâu rồi. Má đợi đẩy server. Để tôi tìm mấy máy chủ bạn chọn đã đầy, bạn vui lòng chọn máy chủ khác. Mà tôi thật nha, giáo sư ạ. À. Ông cố gắng kia.